Cái tư duy tiếp theo nữa là chúng ta không đủ quyết tâm, chúng ta không đủ nhiệt huyết, rồi chúng ta nói là chúng ta thiếu kiến thức, chúng ta thiếu kinh nghiệm, chúng ta thiếu năng lực. Và nó tụ chung một cái là chúng ta không chịu ra làm, chúng ta thấy cái gì chúng ta cũng thiếu hết. Thực sự các bạn thực sự mình kể cho các bạn nó như vậy nè. Nếu mà các bạn đợi các bạn giỏi thì thực sự sẽ còn rất lâu nữa để chúng ta giỏi. Nếu mà các bạn đợi rằng các bạn có thật nhiều kinh nghiệm thì cũng sẽ rất lâu nữa để chúng ta mới có rất nhiều kinh nghiệm. Nếu các bạn nghĩ rằng là các bạn đủ kiến thức thì các bạn sẽ đi học rất là nhiều kiến thức, bao giờ cho đủ, các bạn học càng học nó càng thiếu, càng học nó càng thiếu. Nếu các bạn nghĩ rằng các bạn đủ năng lực thì các bạn nó có rất là nhiều năng lực. Năng lực bán hàng, năng lực sale, năng lực marketing, năng lực chăm sóc khách hàng, năng lực quản lý, nó nhiều năng lực lắm. Cho đủ, không biết bao giờ cho nó đủ. Nếu mà chúng ta nói rằng là chúng ta được cho đủ tiền thì các bạn biết cuộc sống chúng ta hiện tại làm sao mà chúng ta đủ tiền được. Nói chung là tất cả cái điều đó, chờ đủ nó sẽ không bao giờ đủ. Với bản thân mình, với bản thân cuộc đời mình luôn tâm niệm một câu nó như vậy này: có thể mình không giỏi, mình nhường cho người khác giỏi hơn mình đi. Có thể mình không đủ kiến thức, đủ kinh nghiệm, nhường cho người khác giỏi kiến thức, kinh nghiệm đi. Có thể là mình không đủ thông minh, nhường cho người khác thông minh hơn đi. Có thể là mình không đủ tiền, nhường cho người khác có nhiều tiền đi. Có thể là mình không đủ mối quan hệ, nhường cho người khác có nhiều mối quan hệ đi. Tuy nhiên có một điều, chỉ cần duy nhất một cái điều đó thôi mà bạn phải giữ được, đó là quyết tâm và kiên trì đến cùng, không bao giờ bỏ cuộc. Thì các bạn biết chuyện gì sẽ xảy ra mà. Khi bạn đủ cái lòng quyết tâm, đủ say mê, đủ nhiệt huyết và đi cho đến cùng cái con đường của mình, thì chuyện gì xảy ra các bạn biết không? Bạn không có kiến thức thì từ từ bạn sẽ có mỗi ngày tốt hơn. Bạn không có tiền thì mỗi ngày tiền nó bạn cũng sẽ tốt hơn. Bạn không biết kinh doanh, cái ngày đầu tiên ra hoàn toàn không biết gì về kinh doanh thì càng ngày công việc kinh doanh của bạn nó càng tốt ra. Bạn không có mối quan hệ, ngày đầu tiên ra bạn không có mối quan hệ, nhưng mà bạn đủ kiên trì, bạn đủ quyết tâm đi thì mỗi ngày mối quan hệ của bạn nó càng ngày nó càng nhiều ra. Một điều mình muốn gửi đến các bạn mong muốn ra khởi nghiệp là cái sự kiên trì và quyết tâm phải đi đến cho bằng cùng, chúng ta không bao giờ bỏ cuộc. Ông bà ta có câu: mắc keo này ta bày keo khác. Không bao giờ bỏ cuộc. Hoặc là mình nghe một cái câu rất là hay: đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, chỉ khó vì lòng người ngại núi e sông. Các bạn thấy chưa? Chúng ta phải giải quyết phía bên trong của chúng ta. Chúng ta đủ kiên trì không? Chúng ta đủ quyết tâm không? Chúng ta đủ nhiệt huyết để đi đến cùng vấn đề không? Và cái đó chính là cái con đường của mình. Cách đây 20 năm trước khi mình vào đất Sài Gòn này, có ai quen ở đất Sài Gòn này đâu các bạn? Ở trọ. Cách đây 20 năm trước mình vào đất Sài Gòn này, chiếc xe đạp mình cũng không có, tiền cũng không có, làm gì mà biết kinh doanh. Tuy nhiên mình chỉ đặt ra một cái quyết tâm là mình phải ra làm kinh doanh ở tại cái đất Sài Gòn này. Mình phải thành công tại đất Sài Gòn này, mình phải có nhà cửa tại đất Sài Gòn này. Và các bạn biết, thoáng một cái hơn 20 năm trôi qua, bây giờ mình có nhà cửa, tài sản, đất đai, có những công ty ở Sài Gòn này và có rất là nhiều mối quan hệ tuyệt vời. Tất cả điều đó nó không phải là mình là bản chất thôi, mình thông minh đâu, no. Mình không phải là người giỏi có nhiều tiền đâu, cũng không. Mình không phải là xuất thân mình là một người có quan hệ thân thế, no, không. Mình chỉ có một cái duy nhất, đó là cái sự kiên trì và quyết tâm đi đến cùng. Và mình cũng tin các bạn có được cái nhiệt huyết này, các bạn sẽ có tất cả.